Channel của mình. Mọi người nhìn trong video đã không khí Tết chưa? Có cây quất ở đây này, có cả bao lì xì này. Khi mà video này lên sóng thì mình nghĩ là ngày cận Tết hoặc là đang trong dịp Tết rồi. Không biết là giờ này mọi người đang làm gì. Mình thì trong năm nay chắc chắn là sẽ không có tiền lì xì rồi, mà còn ngược lại còn phải đi lì xì cho trẻ con nữa. Nhưng mà chơi Tết không quên nhiệm vụ, mình vẫn sẽ chia sẻ với mọi người những sản phẩm mà mình đã yêu thích nhất trong tháng 1 vừa rồi. Trong tháng này thực sự là rất là bận nên mình cũng không thử nhiều thứ mới lắm. Nhưng mà những thứ mà mình sẽ nói ngày hôm nay là những cái mà mình đã dùng kiểu trung thành trong 1-2 tháng vừa rồi. Và mình thấy là thực sự những cái sản phẩm này nó quá xuất sắc. Nên là bây giờ chúng mình sẽ cùng xem là trong tháng vừa rồi thì mình đã yêu thích nhất những sản phẩm gì nhá. Đầu tiên chắc chắn sẽ phải nói đến một loại vitamin mà đã làm cho da mình đẹp hơn rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Cái hãng này thì mọi người có thể mua ở bên Mỹ, nhưng mà mình nhớ là nó cũng có ship toàn cầu nữa. Đây là Hello Beauty Kiwi Seed Booster Intensively Nourishing. Thì sản phẩm này là một sản phẩm của một brand mà là do chị Tati, là một beauty blogger bên Mỹ. Thì nếu bạn nào mà follow các chị beauty blogger bên Mỹ thì không thể nào mà không biết chị được, bởi vì chị ra tận 5 video một tuần và chị làm cũng rất là lâu rồi, mình nhớ cũng phải 6-7 năm nay rồi ấy. Sản phẩm đầu tiên của hãng này là một cái sản phẩm mà cái viên màu hồng ấy, nó cũng như này nhưng mà viên màu hồng là nó sẽ dành cho tóc, móng tay và da luôn. Nhưng mà trong đấy thì có biotin, và mình đã thử uống vitamin biotin rồi và mình thấy là móng mình mọc rất là nhanh, tóc mình mọc rất là dài, nhưng mà mặt mình lại rất là nhiều mụn. Thế nên là mình đã không muốn thử cái sản phẩm đó. Và cho đến khi mà chị ra cái dòng Kiwi Seed Booster này thì nó là dành riêng cho da thôi, thì mình đã mua thử. Và mãi đến tận tháng vừa rồi thì mình mới bắt đầu dùng. Bản thân mình thì đã uống hết một cái lọ này rồi. Trước khi mình mua cái này, mình đã phải lên YouTube mình xem rất là nhiều review để xem là có ai bị dị ứng hay là thực sự nó có hiệu quả hay không. Bởi vì giá của cái này thì cũng không phải là rẻ. Ở trên trang web người ta đã đổi luôn ra tiền Việt cho mọi người. Tiền Việt cái chai màu xanh này thì sẽ là 726.314. Và ở trên lọ nó có ghi là có tác dụng là làm giảm nếp nhăn này, tăng cường cái sự sản sinh collagen cũng như là keratin, và làm cho da mình bớt mụn và cũng như là căng bóng hơn. Thực sự là hai tuần đầu mọi người sẽ không cảm thấy gì lắm đâu, cho đến tuần thứ 3, tuần thứ 4 mới bắt đầu là thấy da mình kiểu cực kỳ đẹp luôn. Và mọi người nhớ là phải uống thường xuyên. Nên là nếu bạn nào mà đang có vấn đề về da này, hoặc là mọi người muốn thử cái loại vitamin này, thì mọi người có thể chắc là mua hàng sách tay ở Mỹ, hoặc là nếu mà ở trên trang web mọi người có thể xem thêm là nếu mà ship về Việt Nam thì sẽ là như thế nào. Chuyển sang make up thì nếu mọi người follow channel của mình, mọi người sẽ nhìn thấy là có một cái video về make up hàng ngày, và mình làm cái nền nó rất là tự nhiên, rất là mỏng thôi. Nhưng mà trong thời gian vừa rồi mình đã khám phá ra được một loại nền có lẽ là mình yêu thích nhất từ trước đến giờ. Nếu mà mọi người muốn tìm một cái loại nền mà nó có thể đẹp từ sáng cho đến tối, tức là nhìn nó vẫn y nguyên và nó không làm lộ lỗ chân lông, nó có thể che khuyết điểm một cách gọi là trung bình cho đến full coverage, thì mình nghĩ cái này sẽ là một ứng cử viên vô cùng sáng giá. Thực sự là mình cũng nghe mọi người nói đến cái này rất là nhiều rồi, nhưng mà cho đến khi mà mình có một cái livestream với cả Shopee thì trên đấy có một cái đợt sale ấy, mình mới có được cái này. Thì cái này gọi là Dior Backstage. Màu mình dùng là màu số 1W. Trời ơi, dùng cái này siêu thích luôn. Thì cái đầu của nó sẽ là cái dạng kiểu phải bóp ra như thế này. Cái lọ của nó mình rất là thích bởi vì nó không phải là lọ thủy tinh. Mặc dù nó là hãng high-end á, nhưng mà nó không phải là lọ thủy tinh, nó là một cái dạng nhựa rất là nhẹ thôi, nên mang đi đâu cũng tiện này, mà mình không sợ nó bị vỡ nữa. Khi mà mình dùng cái này ở trên da mặt thì nó sẽ che khuyết điểm ở mức vừa phải, chứ nó không phải là che phủ hoàn toàn. Nhưng mà nó nhìn vẫn tự nhiên như là da thật của mình. Và một cái điều ấy mà mình rất là thích đấy là kể cả trời nóng, trời lạnh, hay là ở Hà Nội hay ở Sài Gòn, khi mà mình dùng cái foundation này từ sáng cho đến tối thì nó vẫn rất là đẹp. Và nhìn ở ngoài của nó không bị fake ấy, nó không bị quá dày ở trên da mặt đâu. Và cái mà mình thích dùng nhất với cả cái foundation này chính là cái cọ này. Cọ này thì là một cái cọ mới của Real Techniques. Nhìn này. Cái trend mà dùng những cái cọ mà giống như cái thìa này hồi bên Hàn Quốc thì rất là hot đúng không? Nhưng mà hồi đấy thì mình cũng không theo trend lắm nên mình cũng không mua. Xong rồi đến lúc mà mình đi sang Mỹ, mình nhìn thấy là ở trong Utah có bán cái này thì mình mới mua thử.
Và trời ơi, cái này khi mà tán lên trên mặt ấy, nó làm cho cái foundation của mình nó rất là đẹp. Và nó như nào nhỉ, nó rất là đều. Và kể cả mọi người dùng cái này để có tán foundation này, hoặc là tán kem che khuyết điểm thì đều được. Và cái này nó còn có, hình như có hai size nữa. Một cái là dành cho má và một cái là dành cho chuyên để che khuyết điểm chẳng hạn. Nhưng mà mình chỉ mua một cái to này và mình dùng cho hết tất cả mọi thứ. Cái này nó rất là dày, tức là mình không biết là có bao nhiêu triệu cái lông ở trong này và nó rất là dày luôn ấy. Và lúc mà mình đưa lên mặt nó rất là sướng. Thì đây là bộ đôi thần thánh mà mình đã dùng trong thời gian vừa qua. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm mà nếu mọi người có một dịp gì quan trọng này và mọi người muốn make up nhưng mà mọi người biết ấy là mình sẽ phải khóc và không muốn là mascara nó sẽ chảy đen xì cái mắt của mình, thì đây chính là loại mascara mọi người cần. Cái này đã được Trinh kiểm chứng rồi nhá. Cái này gọi là Scuba Water Resistant Black Mascara của The Bomb. Sản phẩm này thì mình được The Bomb gửi tặng từ rất là lâu rồi, nhưng mà khoảng 2-3 tháng gần đây mình mới bắt đầu sử dụng. Tức là nó sẽ không làm cho cái lông mi của mình nó bị kiểu vón cục đâu. Nó rất là đẹp, nó rất là cong, rất là dài. Nhưng mà đặc biệt là nó chống thấm nước rất là tốt. Hôm trước thì mình có một cái dịp nó khá đặc biệt, và hôm đấy thì kiểu nước mắt tè la tè le cả một ngày luôn. Thế nhưng mà nhờ cái mascara này mà cái make up của mình nó vẫn giữ được nguyên ở vị trí cũ. Khi mà nó chảy xuống bao nhiêu là nước mắt thì cái này nó vẫn giữ nguyên. Nên nếu bạn nào có thể mua được cái mascara này thì hãy mua thử đi. Kiểu thần thánh dã man luôn. Chắc chắn mọi người ở đây hầu hết ai cũng biết là mình rất thích cái loại kem giữ môi của Innisfree gọi là My Lip Balm. Nó có rất là nhiều màu khác nhau cho mọi người chọn, nhưng mà cái đấy là loại có màu. Và trong thời gian vừa rồi buổi tối trước khi đi ngủ thì mình hay đổi sang cái kem dưỡng môi này của Kiehl's. Đây là Kiehl's Lip Balm number 1. Ở trong này có squalene là cái gì? Và vitamin E sẽ làm cho môi mình được dưỡng ẩm này, làm cho môi mình mềm và không còn khô nữa. Cái này cái chất của nó mình cảm giác như là hơi giống cái Vaseline mà hồi bé bố mẹ hay bôi nếu mình bị nẻ ấy. Và khi mọi người bôi một cái lớp dày lên thì môi mình nó sẽ rất là bóng. Thế nên là mình thường sẽ chỉ dùng cái này vào buổi tối thôi. Thế nên là nếu mọi người thích có màu thì cái này không phải là sự lựa chọn tốt đâu nhá. Nhưng mà nó dưỡng ẩm cho môi rất là thích và nó cũng nhỏ gọn nữa, mang đi đâu cũng rất là gọn. Đây là món ăn mà mình đã yêu thích nhất trong tháng vừa rồi. Ở nhà ấy, thì ngoài ăn đủ 3 bữa cơm một ngày ra, mình rất là thích ăn quà vặt. Và lúc nào mình cũng phải để sẵn một cái hộp gì đấy ở gần cái chỗ để tivi hiện nay để mình có thể ăn bất cứ lúc nào. Thì đây là một món có lẽ là mọi người đã biết từ lâu rồi. Cái này là cơm cháy Sài Gòn, cơm cháy ruốc. Hình như là nó là cơm cháy xong rồi người ta sấy hay là dán lên ấy, xong rồi người ta cho một lớp ruốc lên trên. Tự nhiên bây giờ nói nước miếng chảy hết cả ra. Thì khi mà người ta mang đến ấy sẽ là một cái gói nó tầm nhiều như thế này. Nhưng mà mọi người nhìn thấy đấy là mình đã ăn gần hết rồi. Xong rồi người ta sẽ phủ rất là nhiều ruốc lên trên. Mình là một đứa thèm quá. Mình là một đứa bị nghiện ruốc ấy. Mình kiểu thích ăn ruốc dã man luôn. Bữa nào mà nhà mình cái nồi cơm điện là mình có cơm cháy ấy là mình cũng phải ăn bằng được. Và đây sẽ là một món mà có lẽ là mình không phải thích trong tháng này đâu, mà mình sẽ thích trong rất là nhiều tháng nữa. Ok, bây giờ chúng mình sẽ nói đến những bài hát mà mình đã nghe nhiều nhất trong tháng vừa rồi nhá. Trong tháng vừa rồi thì có một bài của Sam Smith là bài Dancing with a Stranger. Lúc đầu thì mình nghe cái bài đấy nó kiểu chill chill thôi, cũng không hiểu gì lắm. Nhưng mà đến lúc mà mình nghe kỹ lời ấy thì lời của bài hát này cũng khá là hay. Và ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái loa này mình được bạn Giang tặng ở trong cái video lần trước ấy. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. Look what you made me do. Bài hát nữa mà mình biết ở Việt Nam mọi người nghe rất là nhiều đó chính là bài Anh Là Ai của Phương Ly. Thật ra cái bài hát này mình thích bài hát thôi, còn cái MV thì mình không hiểu lắm và mình cũng không thích lắm. Anh là ai mà tôi cứ luôn luôn đợi, từ khi nào biết yêu rồi, từ lâu tôi muốn nói về ai. Anh là ai?
chia sẻ với mọi người tất cả những sản phẩm mà mình đã dùng nhiều nhất trong tháng 1 vừa rồi. Và hy vọng là sau khi xem video này thì mọi người sẽ có một kỳ nghỉ Tết thật là vui vẻ. Nghỉ Tết thì một năm chỉ có một lần thôi, nên là cố gắng dành nhiều thời gian bên gia đình và cố gắng là xin được nhiều tiền lì xì càng tốt. Mình đùa vậy thôi, nhưng mà chúc mọi người đang xem video này cùng với cả bố mẹ, ông bà, anh chị em của mọi người đang xem video này sẽ có một kỳ nghỉ Tết thật là vui vẻ và hạnh phúc nhé. Và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video tới.